nhìn về cội nguồn để hát lên lời tạ ơn. Nhìn về cội nguồn để hát lên lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân. Xin tri ân chung lời tạ ơn 15 năm hồng phúc. Xin tri ân chung lời tạ ơn 15 năm hồng ân. Nhìn về cội nguồn để sống tâm tình tạ ơn. Nhìn về cội nguồn để biết ơn và tạ ơn. Tình yêu thánh giá dìu bước con chẳng ngơi. Trải qua năm tháng tình Chúa bao tuyệt vời. Xin tri ân chung lời tạ ơn 15 năm hồng phúc. Xin tri ân chung lời tạ ơn 15 năm hồng ơn. Thank you.
những cánh hồng chúng con được liên kết, trong tình hiệp thông chúng con là đoàn. Trong sâu đời thành nâng niu như mẹ hiền chăm sóc con thơ, dạy con như hiền phụ uốn nắn con mình. Lời ta ơn, lời ta ơn nào nói lên tâm tư này, tâm tư này. Lời ta ơn nào nói theo tâm tư này.
Trước hết chúng ta chào nhau một buổi sáng Chủ nhật rất tuyệt vời. Good morning, một tràng pháo tay. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn phục vụ rất thân thương. Ngày hôm nay dường như chúng ta đang sống trong một thế giới hoang cảnh về tình người. Cho nên tất cả những chiến tranh, những hận thù, những chết chóc, khủng bố, bom đạn, người gục ngã vẫn tiếp tục gia tăng. Và như vậy, cần hơn bao giờ hết sự chứng tá của yêu thương và tha thứ của người hiệp hội với thế giới tại thế của chúng ta. Và trong ngày tạ ơn 15 năm thành lập hiệp hội hôm nay, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa. Đồng thời chúng ta thiết tha xin Chúa giúp mỗi người hiệp hội chúng ta sống hiện thực theo tinh thần Đức Cha Nam Mê, yêu mến thập giá Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta, qua việc biết yêu thương và tha thứ cho tha nhân, để chúng ta minh chứng rằng Thiên Chúa Ngài là người Cha yêu thương nhân hậu, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ và yêu thương chúng ta. Và như vậy, con người trên thế giới này cũng biết yêu thương và tha thứ cho nhau. Nhân ý trong thánh lễ cầu nguyện hôm nay, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về 15 năm thành lập hiệp hội thế giới tại thế. Cầu cho linh hồn Anna Maria Francisco và tất cả các linh hồn quý sơ, các hội viên hiệp hội đức giáng tại thế đã qua đời để được ở đây. Giờ đây chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thưa cho chúng con. Tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Lạy Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Hát Đức Quấn Ca, thình đầu và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm. Người có tội đều mắc cả hai. Ai muốn báo thù sẽ bị Chúa báo thù và Chúa nghiêm trị tội lỗi nó. Ngươi hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha. Người này tích lòng giận dữ người kia mà dám xin Chúa cứu chữa sao? Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao? Nó là xác thịt mà tích lòng thịnh nộ thì dám xin Chúa tha thứ làm sao? Ai sẽ khẩn cầu cho tội ác của nó? Ngươi hãy nhớ đến điều sau hết là chấm dứt hận thù, hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, hãy trung thành với các giới răn, hãy kính sợ Thiên Chúa và đừng giận kẻ khác, hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao và hãy bỏ qua sự lầm lỗi của kẻ khác. Đó là lời Chúa. Tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa,
và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô đã chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Đó là lời bởi những
lỗi tội, nhưng đã được đan kết và biết bao nhiêu sự tha thứ của Thiên Chúa với chúng ta. Cái ơn tha thứ như một dòng sông, nếu chúng ta cứ tích lũy, khép chặt lòng, thì cái ơn tha thứ ấy, lòng của chúng ta vẫn tiếp tục sân tràn những sự giận dữ, những sự trả thù, những cay đắng, thì dường như nó trở thành một cái nước ao tù. Nhưng một khi nó trở thành một dòng sông êm đềm, đem lại cái sự tươi mát trong cuộc đời, tâm hồn tẩy rửa tất cả những oan khiết của mình, thì đó là dòng sông mở lòng để chạy đến cái nguồn sống thứ hai để mời bạn. Vậy thì tha thứ thực sự ra đó là khả năng của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng từ sự tin của mỗi người chúng ta thực sự là không thể tha thứ được, bởi vì nó quá sức của chúng ta và nó chúng ta không được thoát ra khỏi vòng oan thù này nếu không được ơn Chúa trợ giúp. Bởi vì ngày hôm nay trên thế giới này không có ngày nào mà không có tiếng súng, không có tiếng đạn bom, không có những cái gì hận thù, những khủng bố, và như vậy đem lại cho đời sống con người chúng ta biết bao nhiêu sự đe dọa. Thay vì họ vẫn chưa đủ giải tha thứ, có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái sự thiệt thòi, chấp nhận những cái sự thua thiệt. Nhưng chúng ta dám tin rằng rồi đây cuối cùng tình thương sẽ thắng và quả tim trai ngắn rồi đây sẽ được tan chảy đứng trước cái lòng vị tha bao dung yêu thương và tha thứ. Như vậy chúng ta thường hỏi rằng chúng ta phải tha thứ như thế nào? Ở trong các thầy Rabbi trong Thánh Kinh thường tranh luận rằng với vợ người thân nên tha thứ một lần, với bạn bè thì nên tha thứ 5 lần. Còn hôm nay Phêrô đặt vấn đề với Chúa: thưa thầy, con tha thứ 7 lần nhưng mà được chưa thầy? 7 lần là ngon rồi. Nhưng mà Chúa nói không, ta không nói 7 lần, 70 lần 7. Ở đây không phải là 49 lần rồi thôi, mà chúng ta bày thừa bày, tức là nói chung là tha mãi, tha luôn, tha không ngừng, tha không biên giới, tha vô điều kiện, tức là tha mãi mãi. Như vậy, tự hỏi rằng trong thành viên hiệp hội chúng ta đây, có lẽ là biết đâu chừng chúng ta đang sống trong cái sự đụng chạm. Đã có lần chúng ta bị người thân của chúng ta chơi trong đạp phố nhỏ chúng ta. Người mà chúng ta thương yêu vô tốc vỗ về bao nhiêu năm, như cha mẹ, vợ con, người thân, quyến thuộc của chúng ta, cũng chỉ vì mặt đất, cũng chỉ vì một số tiền nào đó mà chúng ta đã bị tẩy chay, ta bị loại trừ và dường như chúng ta bị kết án. Như vậy cái thảm kịch mà chúng ta đang mang, đang phát, chúng ta không thể nào quên ngoài được những nỗi niềm, khổ đau, nước mắt, đắng cay và người thân đã gây ra cho chúng ta. Và có lẽ nó vẫn bấm bị mỗi lần nhắc đến là chỉ như vết thương lòng đang hoe mọ, và có lẽ chúng ta luôn phải khăn chống đối và hận thù và tiếp tục phơi bày chúng ta. Thì mỗi người thành viên trong hiệp hội với đánh giá của chúng ta từ chiếc chết tin mừng của Đức Kitô, chúng ta có tiếp tục đóng băng giữa tình yêu thật giá với chính chúng ta? Chúng ta tự giết đi chính cái sự sống đang ở trong chúng ta. Một khi chúng ta biết tha thứ, chính là lúc mà chúng ta làm cho tin mừng được bừng sáng. Ta đã khơi nguồn cái niềm hy vọng cho người anh chị em của mình. Như vậy, có lẽ chúng ta đã từng gặp những mặc cảm về tội lỗi. Chúng ta đã từng ân hận hối tiếc vì một lần nào đó trong cuộc đời chúng ta đã gây đau, gây khổ, rạn nứt vết thương lòng cho người anh em nào đó. Như vậy chúng ta hãy tiếp tục mở ra cho người anh em ta một cơ hội
ta mở một hướng sông chân trời của niềm vui, sự bình an và sự hy vọng. Và chúng ta hãy cho họ một cơ hội, tăng sức cho họ một sức mạnh để cho họ có thể làm lại cuộc đời. Và như lúc đó chúng ta phải bỏ đi cái sự phi thảm hóa về sự việc bằng việc mà tiếp tục nuôi dưỡng cái sự giận hờn và làm cho sự hận thù không được leo thang. Như vậy, nếu chúng ta không biết bỏ đi sự hận thù, không chấp nhận sự tha thứ, có nghĩa là chúng ta đang trong trạng thái của người bị phái Pharisee, có nghĩa là chúng ta đang ở lại trong sự cố chấp, trong sự sơ cứng và cái thiên hạng của mình, chất chứa sự thâm độc, thờ là nó xấu, thờ một chút là tìm cách cơ hội để trả thù. Lời Chúa hôm nay như một lời cảnh báo chúng ta, cha ta trên trời sẽ xử với các con đúng như thế. Kính thưa bà tổng của cha, con xin được giới thiệu các ứng sinh cam kết vĩnh viễn hôm nay. Maria Nguyễn Thị Sự, Anna Đào Thị Trinh, Maria Đặng Thị Hiền, Maria Nguyễn Thị Huệ, Maria Hoàng Thị Miến, Maria Nguyễn Thị Thanh Vân, Katarina Nguyễn Thị Bạch Tiến, Maria Phạm Thị Kim, Anna Trần Thị Tuyết Nga, Anna Đỗ Thị Hà, Anna Trần Thị Đừng, Maria Vũ Thị Mình, Anna Phạm Thị Huệ, Maria Trần Thị Lùi, Teresa Maria Nguyễn Thị Mai Sinh, Maria Vũ Thị Chính, Maria Nguyễn Thị Đức, Teresa Nguyễn Thị Hương, Nhung Xe Nguyễn Văn Lý, Nhung Xe Vũ Hoàng Minh, Tô Ma Nguyễn Văn Nga, Nhung Xe Đào Cát Thắng, Nhung Xe Phạm Xuân Trường, Du xe Lê Văn Quyển, Du xe Vũ Văn Sơn, Anna Nguyễn Duy Lan. Cha chủ sự thẩm vấn các ứng sinh. Anh chị em thân mến, anh chị em xin Thiên Chúa và hội dòng điều gì? Chúng con xin được cam kết tình nghĩa cho hiệp hội nên. Lời cầu nguyện tha thiết, xin người thương xót và củng cố quyết định và người đã vái hương gửi lên cho các hội viên đến thánh giá tại thế của người đây. Xin Chúa thương xót chúng con.
con lại xin Chúa nhận lời dân Chúa cần cầu và ban ơn bậc trời xuống dọc lòng các con tớ Chúa, để lừa Chúa Thánh Thần tinh luyện các tâm hồn để hiến dâng cho Chúa với mọi vết nhơ tội lỗi và là bừng cháy lên mọi đường mến yêu. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân nhân Đức Giêsu Kitô chịu đau thương là đôi đường vi nhân của lòng chi con là Anna Quỳnh Vi Nhân, con là Anna Đỗ Thị Hạnh, con là Maria Mai Thịnh Quán, con là Maria Vũ Thị Mừng, con là Maria Vũ Thị Tính, con là Maria Hoàng Thị Kiêu, con là Lê Lê Cha Nguyễn Thị Đường, con là Catalina Nguyễn Thị Bạch Kiến, con là Maria Nguyễn Thị Trực, con là Maria Hoàng Thị Nhín, con là Anna Đào Thị Trinh, con là Maria Nguyễn Thị Bạch, con là Maria Đặng Thị Hiền, con là Anna Trần Thị Mừng, con là Giuse Đào Cao Thắng, con là Maria Nguyễn Thị Nhung, con là Thomas Nguyễn Văn Hai, con là Teresa Maria Nguyễn Thị Mai Sinh, con là Maria Trần Thị Lụa, con là Giuse Vũ Hà Huynh, con là Julia Vũ Văn Sơn, con là Giuse Nguyễn Văn Lý, con là Giuse Phạm Trúc Trường, con là Maria Trần Thị, con là Maria Nguyễn Thị. Nhờ
đầu.
kiến, cam kết lần đầu, rồi tập 2, tập 3. Và có lẽ đó là cái niềm vui lớn cho hiệp hội chúng ta. Và cùng với chị tổng như quý sơ, anh em hôm nay tới từng người ôm hôn chúc mừng. Đông quá không hết, vỗ tay xin chúc mừng. Chúc cho tất cả chị em sẽ hiểu được thế nào là ý nghĩa của lời cam kết hôm nay, để tận luôn sống trung thành và hiện thực những gì mà lòng Đức Cha làm em mong được chúng ta. Xin mời chúng ta đứng lên để chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật 24 thường niên cũng là ngày họ mặc truyền thống của đại gia đình Bế Thánh Giá tại thế, ngày tôn vinh thánh giá Giêsu đến cứu độ chúng ta. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu xin. Tôi không biết gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, một Đức Giêsu Kitô trên thập giá. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn mang trên mình thánh giá của Chúa Giêsu với lòng quả cảm hiên ngang, để được hăng say loan báo tin mừng cứu độ. Xin cho hội thánh được hiệp nhất trong cùng một Chúa Thánh Thần, dưới sự lãnh đạo của các vị chủ chức. Nhờ đó mỗi người đến với hội thánh để hướng tình ban ái chân thành. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa em lời chúng con. Thập giá là vinh quang của Đức Kitô. Thập giá biểu lộ tình yêu lớn nhất Đức Giêsu dành cho Chúa Cha và nhân loại. Chúng ta đặc biệt cầu xin Chúa ban cho các hội viên cam kết vĩnh viễn và cam kết tạm 1, 2, 3 hôm nay luôn y thức lời tuyên thệ của mình là bước theo chân Đức Giêsu Kitô trên đường thánh giá, để yêu mến Chúa hết lòng và phục vụ anh chị em đồng loại. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa em lời chúng con. Hiệp hội Bế Thánh Giá tại thế Gò Vấp có được như ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn lớn lao của cha linh giảng, bà nguyên tổng, bà tổng phụ trách, bà phó, bà trợ lý, quý bà phụ trách miền và quý sơ đã tận tình hướng dẫn và bao bọc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các ngài được muôn phúc lành hồn xác, rồi giàu sức khỏe và lòng hăng say nhiệt thành, để tiếp tục nâng đỡ chúng ta tiên xoa trong linh đạo bên thân gia. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Theo Đức Cha Phêrô Lambert de Ramos, muốn làm việc tông đồ có hiệu quả phải kết hợp hy sinh với cầu nguyện. Thiên Chúa thường gắn liền sự ăn năn trở lại của nhiều người với những hy sinh hãm mình. Kinh nguyện và đức bác ái phi thường của các thừa các viên. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho đại gia đình mến thánh gia tài thế chúng ta biết sống theo lời khuyên dạy của Đấng Sáng Lập, để đưa nhiều tâm hồn về với Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu,
xin dạy chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, để chúng con ký mất được sức mạnh từ thập giá Chúa và biết can đảm chấp nhận những thử thách gian nan trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn nhớ đến lòng thương xót của Chúa mà biết khiêm tốn tha thứ cho nhau, để khi đọc lên Thiên Lạy Cha, chúng con xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúa hằng sông và